đã có bao nhiêu tên sát nhân hàng loạt từng xuất hiện trên màn ảnh rồi nhở? Quá nhiều. Vậy nếu bạn đã chán ngấy với những gã tâm thần giết người chỉ để cho vui, thì hãy dừng xem video này lại, bởi vì tớ sắp giới thiệu tới bạn một tên sát nhân vô cùng đặc biệt, đó là John Baptiste Cornui, kẻ giết hại 13 trinh nữ chỉ để tạo ra một lọ nước hoa. Hắn là nhân vật chính trong Perfume, The Story of a Murderer, bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Patrick Seskin. Và hôm nay, thông qua việc phân tích bản chuyển thể Perfume, The Story of a Murderer kết hợp với những góc nhìn từ nguyên tắc, hãy cùng Phê Phim đi tìm hiểu về tên sát nhân đặc biệt này nhé. Video này có cảnh báo spoiler nên hãy cân nhắc nếu như bạn muốn trải nghiệm phim một cách trọn vẹn nhất. Và vì John Baptiste Cornui là nhân vật mà tớ vô cùng yêu thích nên những nhận xét sau đây sẽ chứa khá nhiều quan điểm cá nhân. Tớ cũng rất muốn được lắng nghe cảm nhận của các bạn về hắn nên đừng ngại ngần bình luận xuống dưới cho tớ biết sau khi xem xong video này nhé. Giữa thế kỷ 18 tại Pháp, người dân thị trấn Clos rơi vào hoảng loạn vì vụ án mạng liên hoàn nhắm vào những trinh nữ. 13 người bị giết trong một thời gian ngắn, tất cả đều được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân với phần đầu bị cạo trọc. Họ không bị đánh đập hay xâm hại về thể xác, thế nên người ta cho rằng tên sát nhân không giết họ vì muốn thỏa mãn những khoái cảm bệnh hoạn. Hắn đang tìm kiếm và sưu tập thứ gì đó chỉ có ở những trinh nữ. Đó chính là hành trình của Jean trong Perfume, The Story of a Murderer, một thiên tài chế tạo mùi hương bị ám ảnh về việc phải tạo ra được loại nước hoa thần thánh làm say lòng cả nhân loại. Kể về cuộc đời của hắn, bộ phim đưa người xem có hành trình từ một đứa trẻ bị nguyền rủa trở thành thiên tài, để rồi cuối cùng chết dục trong tài năng và đam mê của chính mình. Vậy hành trình đó có gì đặc biệt và có điều gì ở Jean khiến hắn trở thành một hình tượng độc đáo có 102 và cực kỳ khó để sao chép? John Baptist chào đời trong một hoàn cảnh oan nghiệt giữa một chợ cá hôi thối. Hắn được sinh ra và bị mẹ bỏ mặc trong đống ruột cá bầy nhầy. Đáng lẽ hắn sẽ cứ lẳng lặng chết đi như thế, nhưng John là một kẻ ngang ngạnh ngay từ khi mới sinh ra. Hắn không chấp nhận cái chết nên cất tiếng khóc. Âm thanh ấy đã tố cáo và khép mẹ hắn vào tội tử hình. Cách mà John chào đời báo hiệu về một cuộc đời mà hắn phải không ngừng đấu tranh để được sống. Một cuộc đời chỉ toàn chết chóc, tàn ác và không có tình yêu thương. Sinh ra ở nơi hôi thối bậc nhất nước Pháp, thế nhưng Jean lại sở hữu một biệt tài đặc biệt, đó là người được tất cả mùi hương trên thế giới. Ngay mở đầu phim, Jean hiện lên trong một chung cảnh mà hắn được đặt ở chính giữa. Bối cảnh xung quanh được chiếu sáng, nhưng riêng bản thân Jean thì chìm trong bóng tối với đôi mắt đen láy mờ trừng trừng. Cách điều chỉnh ánh sáng này khiến người xem cảm nhận được sự nguy hiểm và tội lỗi trong con người hắn ta. Ống kính tiếp tục tiến đến gần hơn, zoom vào chiếc mũi đang phập phồng của John, nhấn mạnh vào sự đặc biệt và bất thường. Đây cũng chính là thứ đầu tiên thuộc về hắn mà người xem được nhìn thấy. Và sau này, chúng ta được biết mọi tội lỗi và tài năng của hắn đều xoay quanh chiếc mũi đó, thứ mà hắn dùng để nhận biết tất cả mùi hương. Khứu giác đặc biệt của John Baptist sử dụng với nhiều mục đích. Hắn có thể đi trong bóng tối mà không gây ra tiếng động và không vấp ngã, bởi vì hắn xác định không gian bằng khứu giác chứ không phải là thị giác. John có thể tạo ra hàng ngàn loại nước hoa đắt tiền một cách dễ dàng. Hắn chỉ cần ngồi một chỗ, tưởng tượng về vương quốc hương thơm rồi kết hợp chúng thành những công thức mà nhà sáng chế bình thường như Bardini cả đời cũng không thể nghĩ ra. John còn có thể tránh được mọi rủi ro, mọi sự truy đuổi vì khứu giác đặc biệt khiến hắn nhận diện được tất cả mọi thứ khi còn ở rất xa. Tài năng của John Baptist là ban ân nhưng cũng đồng thời là trừng phạt. Bởi lẽ chính biệt tài này đã biến hắn trở thành một con quỷ, không biết đến gì khác ngoài những mùi hương. Ban đầu, John chỉ ngửi được những thứ đơn giản như gỗ, đá, nước. Thế nhưng về sau, khi tham vọng của John dần tăng lên và biến hắn trở thành một kẻ méo mó độc ác, hắn bắt đầu chú ý tới mùi hương của vật thể sống như một con mèo và những thiếu nữ. Trong nguyên tắc, tâm lý méo mó của hắn được thể hiện rõ hơn ở bản phim. Để làm rõ, tớ xin được trích dẫn một đoạn cụ thể sau đây. Bây giờ thì nó ngửi ra cô gái là người. Mồ hôi của cô tươi mát như gió biển, dầu nhờn của tóc ngọt như dầu hồ đào, chỗ kín như một bó hoa sung, da như thể hoa mơ. Tài năng này đồng thời khiến hắn trở thành một kẻ căm ghét xã hội. Đây cũng là yếu tố mà bản phim chưa làm rõ. Trong nguyên tắc, John vô cùng ghét loài người bởi hắn ngửi được tất cả mùi của bọn họ. Qua đó, hắn phân tách, nhìn rõ được bản chất của mỗi người và điều ấy khiến hắn thấy ghê tởm. Bởi vì quá căm ghét mùi của hàng triệu con người ở Paris mà hắn muốn tránh xa khỏi nhân loại. Jean Baptiste từng sống trong hang đá, ăn chuột bọ suốt nhiều năm liền. Ở bản sách, sự căm ghét của hắn được miêu tả như sau. Mùi người hoàn toàn ghê tởm, chả có gì hấp dẫn. Mùi thù địch ẩm ướt trong phòng ngủ của bà Galliard, chỗ nó bị mấy đứa trẻ con suýt hại chết. Mùi ấm tình mẫu tử của chị Patsy hay mùi chết chóc của mẹ gã. Gã thấy tránh xa con người là tốt nhất.
Trong thời gian xa lánh thế giới, John phát hiện ra một sự thật cay đắng là hắn không có mùi gì cả. Đối với hắn, thế giới này là một tập hợp mà trong đó bất kể cái gì cũng có mùi của riêng mình. Thế nhưng bản thân hắn lại không có mùi, đồng nghĩa với việc hắn không thuộc về thế giới này và sự tồn tại của hắn hoàn toàn bị phủ nhận. Điều này đã khiến cho John cảm thấy hoảng sợ và tìm mọi cách để sửa chữa. Là một kẻ lạc lõng nằm ở bên rìa, hắn bấu víu vào thế giới bằng một thứ hương nước hoa được chiết xuất từ cơ thể của 13 trinh nữ. Vậy thứ nước hoa mà hắn muốn tạo ra là gì? Tại sao lại là mùi hương của những trinh nữ? Nỗi hoảng sợ về việc bản thân là một kẻ không có mùi đã thúc đẩy John Baptist phải tạo ra một loại nước hoa độc nhất và biến nó trở thành mùi của riêng hắn. Càng tài năng thì càng cầu toàn. Là kẻ tương tận về hương thơm, John cũng muốn thứ nước hoa mà hắn tạo ra phải là một mùi hương thần, đủ sức làm say lòng cả nhân loại. Đối với John, những thứ mùi như hoa cỏ là quá tầm thường. Hắn mưu cầu một thứ cao xa và đặc biệt hơn, để rồi cuối cùng hắn nhận ra mùi hương mà hắn cần nằm ở cơ thể của những trinh nữ. Chúng ta sẽ không bao giờ được nghe John giải thích vì sao hắn lại say mê mùi hương của những trinh nữ. Thế nhưng khi nhìn vào một kẻ tội lỗi và bẩn thỉu như John, bạn có nghĩ rằng sự thuần khiết và trong sáng của những trinh nữ có lẽ chính là thứ mà hắn còn thiếu? Bản thân là một con quỷ nhưng lại muốn sở hữu mùi hương của thần. John chỉ có thể đánh cắp nó trên người của những cô gái. Mà để làm được điều ấy, hắn phải giết chết họ. Bởi hắn cho rằng nếu lấy đi mùi hương của các cô gái khi họ còn sống, thì cảm xúc của họ sẽ làm ảnh hưởng đến mùi hương mà hắn muốn thu thập. Loại nước hoa mà John tạo ra đã thực sự biến hắn trở thành một vị thánh. Nó khiến bất cứ ai người thấy cũng sẽ phải quỳ rạp và quy thuận dưới John Baptist, khiến hắn từ một sát nhân ghê tởm lại biến thành thánh nhân, từ kẻ vô hình trở thành vị vua được vạn người tung hô. Hương thơm của những trinh nữ từng khiến John ám ảnh, đồng thời đánh thức bản năng tăm tối nhất trong con người hắn ta, sự giết chóc. Thế nên, khi hắn để hàng ngàn người có mặt trong hội trường ngửi được hương của mùi nước hoa trinh nữ mà hắn tạo ra, nó cũng khiến họ say mê, khơi dậy trong họ những dục vọng chân trụi nhất. Và kết quả là chúng ta có cảnh thác loạn tập thể ở phần cuối của bộ phim. Đây là phần đoạn mang rất rõ màu sắc hoang đường, tạo nên một cảnh cuồng lạc tập thể gây sốc. Tác giả muốn phóng đại niềm yêu mến mà thế giới dành cho John Baptist. Ca tụng thôi là chưa đủ, nó còn phải là si mê, cuồng nhiệt tới độ trở thành dục vọng, khiến họ đánh mất chính bản thân mình. Trong nguyên tắc, Patrick Seskin miêu tả về phần đoạn này như sau. Họ nhũn người như một cô bé không cưỡng nổi vẻ quyến rũ của người tình. Lòng họ dạt dào yêu thương, mê đắm rồ dại như trẻ nít. Lạy Chúa, họ yêu tên sát nhân ấy. Mặc dù trở thành thần thánh với lọ nước hoa trinh nữ, thế nhưng John Baptist lại chết trong tuyệt vọng vì bị xé xác. Và điều đáng nói, đây là cái kết mà hắn chọn lựa. Hắn nhận được tình yêu và sự si mê của cả thế giới. Thế nhưng vì sao lại không thỏa mãn? Khoảnh khắc được tôn sùng như một vị chúa tể, John Baptist nhận ra tất cả những cảm xúc cuồng nhiệt của đám đông là không dành cho hắn, mà dành cho thứ nước hoa hắn sức lên người. Bản chất tàn ác và tội lỗi của hắn phải khiến mọi người căm ghét. Thế nhưng ngược lại, ai cũng phát cuồng vì hắn. Đối với họ, hắn không hề tồn tại. Thứ tồn tại chỉ có mùi nước hoa trinh nữ kia mà thôi. Một kẻ sống sơ sơ như John Baptist thoát trở nên vô hình. Trong khi hương thơm vốn là thứ vô hình thì giờ lại được quỳ lạy và tung hô. Từ đầu đến cuối, John Baptist gần như chỉ có hai trạng thái, say mê trong mùi hương và căm ghét con người. Thế nhưng sau buổi cuồng lạc ở pháp trường, lần đầu tiên hắn cảm thấy buồn bã. Đó là khi hắn thoáng nhớ về cô gái đầu tiên hắn giết, người con gái đánh thức sự tàn ác trong hắn, đồng thời đưa cho hắn chìa khóa về công thức của một hương thơm tuyệt đỉnh. Có thể hắn yêu người con gái đó, hoặc không, bởi vì thứ mà John Baptist muốn không phải là cô gái mà là mùi hương của cô. Giây phút nhìn hàng ngàn người si mê hắn, lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là tình yêu. Nhưng John đồng thời cũng ý thức rõ một điều, hắn không biết yêu một sinh vật nào cả. John đặt tình yêu duy nhất của hắn vào những mùi hương. Thế nhưng đến cuối cùng, thứ hắn yêu lại khiến hắn trở nên vô hình, đồng thời chẳng giúp hắn định nghĩa được bản thân. Trong nguyên tắc, tâm lý của John thời điểm ấy được khắc họa như sau. Chỉ có một thứ mà loại nước hoa ấy không làm được, nó không thể giúp gã tự ngửi ra mình. Thế thì dù có xuất hiện như là Chúa trước toàn thế giới mà không thể tự ngửi ra gã và từ đó không có ai biết gã là ai, thì gã cóc cần Chúa, cóc cần thế giới, cóc cả cần bản thân gã, cóc cần nước hoa của cả gã nữa. Đó có lẽ phần nào trở thành lý do mà John Baptist chọn một cái chết vô cùng man dợ để bị xé xác và ăn sống, biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời. John chết ở chính khu chợ nơi mà hắn được sinh ra, kết thúc một cuộc đời sống mà không hề có tình yêu, không nhân tính, không nhân dạng, không gì cả, ngoài đam mê tới man dại với những mùi hương phù phiếm. John Baptist Cornui vẫn luôn là nhân vật hư cấu mà tớ yêu thích nhất. Hôm trước, sau khi viết xong kịch bản này, anh Linh hỏi tớ rằng cảm thấy John đáng thương hay là đáng trách.
Ban đầu tớ nói là đáng thương, nhưng rồi nghĩ lại thì thấy không đúng lắm. Vì ác quá, sao mà thương cho nổi. Với tớ thì Jean-Baptiste không đáng thương hay đáng trách, mà là đáng buồn. Vì là thiên tài nhưng lại nằm bên rìa của xã hội, theo đuổi một thứ phù phiếm rồi đánh mất bản thân mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy Jean-Baptiste là một nhân vật thế nào? Hay bạn có yêu thích nhân vật nào như là tớ thích Jean-Baptiste không? Hãy bình luận cho tớ biết nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.